Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn làm món bánh bao. Bánh bao là một loại bánh phổ biến được rất là nhiều người ưa thích. Có nhiều công thức để làm được món bánh bao này. Nhưng để làm được những chiếc bánh có màu trắng mịn và xốp đẹp mắt như thế này thì không phải ai cũng biết đến ạ. Đây là những chiếc bánh mà mình vừa mới làm xong. Bề mặt ngoài của bánh rất là mịn, bánh có độ xốp vừa phải rất là ngon. Còn đây là bánh có nhân nhé các bạn. Nhìn nhân bên trong này rất là ngon nữa các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn các công thức làm món bánh bao này nha. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để theo dõi nhiều video khác nữa của mình nhé. Nguyên liệu để làm nên món bánh bao này bao gồm có bột làm bánh bao. Ở đây gói bánh bao mình mua sẵn ở siêu thị đó các bạn. Gói này là 1kg nhưng mình chỉ dùng 300g thôi nha. Nếu bạn nào không có bột này thì mình có thể pha 260g bột mì và 40g bột năng và 40g đường, 4g men khô nha các bạn. Còn đây là gói men 10g mình mua ở siêu thị. Mình chỉ dùng 4g thôi nhé. Các bạn nên chú ý men còn sử dụng và hoạt động tốt. Để thử men còn hoạt động hay không thì các bạn cho vào bát nước ấm, đợi 20-30 phút. Men nổi lên như gạch cua là men đang còn hoạt động tốt nha các bạn. Bằng 1 thìa canh dầu ăn và 180ml sữa tươi ít đường. Sữa này mình bỏ ngăn mát tủ lạnh để hạn chế hoạt động của men khi nhào bột nha các bạn. Giờ bột thì mình sẽ lọc qua một cái rây. Bước này nhằm đảm bảo bột sẽ mịn hơn. Mình sẽ cho men khô vào, trộn đều bột và men lại nhé. Giờ thì mình sẽ cho sữa vào luôn. Mình sẽ đổ từng ít một, đồng thời trộn đều bột nha. Lượng sữa thì các bạn có thể cho vào dần dần đến khi nào mà bột thấm ướt. Từ đó thì mình có thể định lượng được sữa để sử dụng. Ở đây theo kinh nghiệm của mình thì mình dùng 300g bột bánh thì mình sẽ dùng 180ml sữa là đủ. Khi mà bột thấm ướt đều, mình sẽ dùng tay để nhào bột nha các bạn. Giờ mình sẽ cho ra cái bàn để dễ nhào hơn. Mình sẽ nhào trong 2 phút khi mà bột đã tạo thành khối như thế này, thì mình sẽ để cho bột nghỉ 5 phút nha. Được 5 phút rồi thì giờ mình sẽ nhào tiếp nha. Bước này rất là vất vả và quan trọng. Phải nhào đến khi nào mà thật mịn thì mới có thể làm bánh được đó các bạn. Thường thì ở đây mình sẽ nhào khoảng 25-30 phút. Các bạn nhớ là sẽ nhào giống như kiểu mình đang giặt đồ như thế này nha. Khi mà bột đã tạo thành khối thì mình sẽ đảo lại và nhào tiếp nha các bạn.
bột mình nhào sâu 30 phút đấy ạ. Bề mặt căng bóng và rất là mịn. Giờ thì mình sẽ dùng cái cây cán bột để dàn mỏng bột ra nha. Càng mỏng thì càng tốt nha các bạn. Giờ thì mình sẽ cuộn tròn lại. Dùng tay và ép chặt để bột không bị lỗ nha. Mình sẽ cắt hai cái phần đầu bỏ đi. Số còn lại thì mình sẽ chia đôi ra. Chia đôi phần nhỏ bên trong. Tổng cộng mình chia được thành 8 phần bột nhé. Mình sẽ cho vào cái túi ni lông và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Làm như vậy để hạn chế được men hoạt động trong quá trình nặn bánh nha. Giờ thì mình sẽ lấy một phần ra nhé. Mình sẽ dùng tay để lăn dài cái bột ra. Để bánh mịn hơn thì bước này rất là quan trọng đó các bạn. Lực ở cánh tay và ép chặt cái phần bột xuống bàn để bọt khí được thoát ra hết nhé. Sau đó thì gấp ba lại như thế này nha. Tiếp tục lăn như lúc nãy. Mình sẽ lặp lại bước này 3 lần nhé. Mình sẽ gập lại và dùng tay ấn mạnh xuống bàn như thế này nha. Sau đó thì gập tròn và túm bánh lại để không bị đường vân nha. Mình sẽ chấm một chút sữa xuống bàn để lăn nhẹ. Bước này để tạo bột dính lại khi hấp sẽ không bị bung ra đó các bạn. Dùng tay vo tròn và điều chỉnh bánh cao lên và tạo hình tròn để khi hấp nó không bị xè xuống nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn một miếng giấy nến như thế này. Đặt bánh lên đây nha các bạn. Giờ thì mình sẽ đi làm bánh có nhân nha. Phần bánh sau khi mà lăn 3 lần mình sẽ vo tròn lại như thế này nhé. Dùng cây cán bột và cán mỏng ra nha. Các bạn chú ý là khi mình cán bột thì cái phần cạnh sẽ mỏng hơn cái phần ở giữa nhé. Làm như vậy thì khi mình tạo hình nó sẽ dễ hơn. Bột sau khi cán này các bạn, mình sẽ cho lên bàn tay như thế này. Xong thì mình sẽ cho nhân vào giữa. Ngón trỏ, tay thuận thì mình sẽ gập cái cạnh bánh lại. Đồng thời dùng ngón tay cái giữ chặt thành bánh. Mỗi lần gập lại như thế thì mình sẽ hơi kéo vỏ bánh lên nhé. Cứ như thế này các bạn nha. Xong rồi thì mình sẽ vặn tròn cái đầu lại.
Như vậy là mình đã tạo hình được một chiếc bánh rồi đó các bạn. Xong mình sẽ nắn lại cho chiếc bánh tròn và cao đẹp hơn nha. Nếu các bạn thích thì có thể tạo vài hình khác lạ giống như mình như thế này nhé. Bánh sau khi mà được tạo hình xong thì mình sẽ dùng cái bọc thực phẩm để mình bọc lại nha. Chú ý là mình sẽ bọc lòng thôi nha. Mình sẽ ủ bánh trong vòng 30 phút. Giờ mình sẽ cho bánh vào nồi để hấp. Mình dùng khăn màn để lên trên cái nồi để nước không bị nhỏ xuống dưới bánh nha các bạn. Một số lưu ý khi hấp bánh. Để bánh được trắng hơn một chút thì mình sẽ cho 2 thìa giấm vào nồi để hấp. Sau đó thì đun nước sôi. Sau khi nước sôi thì sẽ hạ lửa nhỏ nhất rồi mới cho bánh vào hấp. Mình sẽ hấp bánh với nhiệt độ thấp nhất. Chú ý xếp bánh để khoảng cách đủ rộng để bánh khi nở không bị dính vào nhau. Bánh sẽ được hấp trong vòng 15 phút. Sau khi đủ 15 phút, các bạn tắt bếp để nguyên 5 phút, rồi mở hé từ từ vung nồi hấp cho hơi thoát ra dần dần mới lấy bánh ra. Nếu bạn nào hấp nhiều lần thì cái bánh hấp sau sẽ bị ủ lâu hơn 30 phút. Thì trước khi cho vào nồi hấp, các bạn nên dùng tay vê nhẹ cho bánh bớt khí bên trong đi. Vì nếu các bạn hấp luôn thì bánh rất là dễ bị nhăn trên bề mặt. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nha.